chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của I Am Xuyên. Hôm nay là một chủ đề rất là quen thuộc đối với kênh của Xuyên, đó chính là review đồ bơi. Vì đang là mùa hè, mùa du lịch, bây giờ Xuyên sẽ review đồ bơi cho mọi người. Chủ đề kỳ này đó chính là của Fashion Nova. Do là Xuyên đi gấp cho nên là đem nhiêu đây của Fashion Nova chỉ có 2 bộ thôi mọi người. Còn bộ này thì sẽ là bộ màu beo, màu quen thuộc. Cái này cũng là dạng micro luôn nha mọi người. Micro tie size bikini bottom. Đây, áo quần người ta sẽ để riêng hết. Xuyên khui bộ beo trước. Đây là phần áo dạng micro. Nó kiểu nó như này thôi và có mút bên trong nha mọi người. Thì cái này mọi người không thích mút thì mình có cái phần khe là mình lấy ra cũng được. Đó, nó dây nhợ nhiều thì mình dễ mình mặc kiểu này kiểu kia. Đây là phần quần. Và phần quần nó cũng sẽ dây dài lắm nha. Quần dây dài và mọi người thắt cũng được nhiều kiểu nữa. Và đằng sau của nó sẽ là lọt khe nha mọi người. Xuyên sẽ giới thiệu một chút đồ của The Coast Closet của Xuyên. Thì do Xuyên cũng mới bơi lên á, đầu cổ cũng còn ướt, với lại mặc sẵn bộ đồ của mình luôn. Bộ này là bộ mới của sưu tập của Xuyên. Thanh, nó sẽ có 2 màu nhưng mà Xuyên thích cái màu đỏ này hơn, tại vì do nó nổi bật á. Còn một bộ nữa là bộ màu trắng, nhưng mà bộ màu trắng nó sẽ tôn da hơn mọi người. Và phần đằng sau quần sẽ là giống cái đằng trước, giống như là dạng thon nhưng mà nó kín hơn một tí xíu. Và đây là bộ beo. Do cái resort cái Xuyên ở thì những cái căn ở nó sát nhau á, với lại gần hồ bơi đông người, cho nên là Xuyên sẽ mặc cái cover up. Ở đằng sau của nó sẽ là như này nha. Đó, lọt khe. Và cái này là Xuyên đang cột kiểu á, do cái phần quần của nó dài á mọi người. Phần quần dài. Cái phần dây quần dài cho nên là Xuyên cột hai kiểu như thế này. Rồi Xuyên để tóc quăng quăng này xong rồi mặc cái này nhìn nó hợp. Hợp ghê. Phần áo rất là đẹp luôn. Trời, Xuyên thích cái thiết kế cái áo với lại cái đường may kiểu nó chi tiết và nó có thêm cái mút đó, cái mút nhỏ á, micro nhưng mà vẫn có mút để mình che cái nipple lại. Còn ai mà kiểu táo bạo hơn là mọi người không thích, mọi người có thể tháo cái phần mút đó ra được. Đó, Xuyên cột dây chéo qua chéo lại như thế này nè, mà nó cũng tạo cái điểm nhấn ha, giống như là nó có phần thắt eo á mọi người. Bộ này Xuyên sẽ chấm 9.5/10 do Xuyên thích cái chất liệu, cái foam và cái gì ta, chi tiết á mọi người. Đúng rồi, người ta làm chi tiết á. Dây cũng chắc chắn nữa, Xuyên thích quá. Thank you.
Bộ này sẽ là bộ màu hồng neon nha mọi người. Fashion Nova nó sẽ đặc biệt một chút, đồ của nó chất lượng hơn. Với lại một phần là người ta có bán lẻ áo với lại quần á, cho nên là lúc mà Xuyên mua thì nó sẽ nằm riêng hai bịch như thế này. Micro Triangle Bikini Top. Này là phần áo, còn đây là phần quần. Bộ màu hồng nó sẽ cùng form nhưng mà nó khác chất liệu nha. Cái này là họa tiết sẽ là trơn, còn kia là họa tiết beo. Và chất liệu của nó sẽ là dạng metallic đó mọi người. Nó ánh á đó. Kiểu nó ánh lên như thế này. Nó nhũ, ánh nhũ, đẹp. Kiểu nó nhìn nổi bật á. Còn phần quần cũng sẽ giống bộ kia, nói chung là nó y chang á, chỉ khác họa tiết đó. Trời, nhưng mà nhìn này nhìn nổi bật quá ha. Dây lọc khe. Còn đây là bộ màu hồng metallic. Trời ơi, sao Xuyên thích bộ này quá. Hình như Xuyên cảm giác là mình cũng hợp với lại màu hồng. Vậy đó giờ Xuyên không có ấn tượng với màu hồng lắm, tôi thích màu đỏ, màu xanh lá với màu đen. Còn dạo này tự nhiên thích mấy cái màu kiểu nó dễ thương, nó baby với mọi người. Do là cái phần dây quần đó, nó không có đủ dài cho nên là Xuyên không có cột giống cái màu beo được, chỉ là thắt hai bên đây thôi. Đằng sau cũng sẽ là quần dạng dây nha mọi người, lọt vô. Còn phần quần sẽ là quần tam giác như thế này. Cái phần mình trước đó, nó sẽ che đủ nha mọi người đó, cho nên là mình thấy không có bị hớ hên chỗ này đó. Chỉ có đằng sau thì mình lọt khe vô thôi. Bộ này Xuyên sẽ chấm 9.5/10 luôn, do là thích cái màu với lại cái chất liệu nó chắc chắn, và cái phơ của nó mặc lên nhìn cũng đẹp nữa. Áo này nó sẽ bự hơn cái áo beo tí xíu. Mọi người thấy cái phần cái diện tích của nó bự hơn cái beo một chút không? Đây, nó vừa vặn luôn cho nên là không có micro lắm. Đây Xuyên kéo ra. Còn về cái này thì suy nghĩ sẽ là free size á, do là cái này là dây cột nè. Ai mà đồi núi chập trùng á thì mặt nó sẽ bị gọi là gì ta, nó không có đỡ được hết. Xuyên sợ nó không đỡ được hết, chứ mà ngực gì vừa thì ok.